dụ lần này cạnh tranh với đối thủ cùng những cộng sự khiến cho màn trình diễn trở nên tuyệt vời. Phần thưởng dành cho người chiến thắng lần này là bộ thiết kế đặc biệt. Đó chính là một thiết kế của Wydiana, bộ sưu tập đại dương màu trắng Sea Marina Series. Ngỡ vỏ sò ngọt ngào đáng yêu Sea Marine Heart. Xanh sâu thẳm từ đáy đại dương Sea Marine Star. Bộ sưu tập đại dương đáng yêu hoàn thành. Và ngay bây giờ, hãy mau mau chọn bạn đồng hành nào. Còn chần chờ gì nữa? Bạn đồng hành sao? Mình cần hai người nữa hả? Ai cũng đã có cặp hết rồi. Mình cũng phải nhanh nhanh tìm một bạn đồng hành mới được. Luyện tập chăm chỉ như vậy còn chưa đủ sao? Mình nên làm gì bây giờ? Bộ có chuyện gì hả? Ôi trời, điên là mất thôi. Tụi này đã tìm kiếm ra những tài năng khác rồi, sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Cậu đã hiểu chưa hả? Cậu đang nói gì vậy chứ? Tôi sẽ là người diễn chung với Hera. Yunxia, cậu đã bị thầy Jackie nhắc nhở đó. Động não chút đi nào bạn yêu, còn mơ tưởng được diễn chung sao? Hả? Xin lỗi cậu Xia, mình đã tìm ra bạn đồng hành để diễn chung rồi. Hera cậu, nhìn kìa, chẳng phải cậu sự mới đã bỏ tới rồi sao? Đằng sau cậu kia. Cái gì chứ? Mọi người, mình là Nara. Shining Star đã đến Việt Nam rồi. Bộ phim sẽ phát sóng trên Sammy Server đó. Nhưng ở trên YouTube sẽ chỉ chiếu những đoạn cắt. Đừng lo, mình sẽ chỉ các bạn cách để xem toàn bộ tập phim ngay bây giờ. Mọi người hãy tập trung xem hướng dẫn nha. Cách 1. Ở phần mô tả dưới những đoạn cắt của những tập phim trên YouTube sẽ có những đường link dẫn đến trang web xem phim. Mở rộng phần mô tả, các bạn hãy tìm đoạn có ghi xem toàn bộ tập phim ở đây. Ngày đó sẽ có những đường dẫn màu xanh. Ấn vào đường dẫn đó và nó sẽ đưa các bạn đến trang web xem phim. Bạn chỉ việc chọn tập phim để xem nữa là xong. Cách 2. Truy cập vào các trình duyệt lướt web như Cốc, Chrome hay Safari. Điền vào đường dẫn của website samiservervietnam.blogspot.com. Ấn Enter, vào được trang web, tìm phim Shining Star và chọn tập phim bạn muốn xem. Wow, các bạn đã biết rõ cách xem phim hết cả chưa? Hãy ghi nhớ khung giờ phát sóng 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên website của Sammy Server. Đường link website là sammyservervietnam.blogspot.com. Hãy xem phim thật vui vẻ nhé. Tạm biệt.